Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tuổi trẻ Hương Yên xung kích sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 7, hơn 30 cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tham gia hành trình về nguồn Trường Sơn Huyền Thoại tại tỉnh Quảng Bình. Hành trình về nguồn năm 2019 với chủ đề Trường Sơn huyền thoại đã đến thăm và dân hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến. Đến thăm khu nhà lưu niệm của Đại tướng bên bờ sông Kiến Giang thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đó cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời và có những kỷ niệm tuổi thơ. Tiếp đó, đoàn đã đến dân hương, dân hoa tại địa chỉ đỏ khu di tích Hang Tám Cô nằm trên cung đường 20, một phần của đường Trường Sơn huyền thoại, nơi bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặt đất sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam và cũng là nơi lực lượng thanh niên sung phong đổ máu để giữ cho tuyến đường thông suốt. Hang đá nhỏ bé này ghi dấu sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên sung phong trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chuyến đi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ xây dựng quê hương